Phạm Trí thắng quân dùng các môn ly tướng như vậy đối với trí nhất thiết trí tin hiểu sâu sắc, đối với tất cả pháp đều không chấp trước, đều không chấp thủ, vì thật tướng của các pháp đều không thể đắc. Như vậy Phạm Trí sau khi dùng môn ly tướng tin hiểu vào trí nhất thiết trí rồi, đối với tất cả pháp đều không chấp thủ vào tướng, cũng không tư duy các pháp vô tướng, vì pháp tướng vô tướng đều không thể đắc. Nhờ lực thắng giải mà đối với tất cả pháp phạm trí không thủ không xả, vì trong pháp thật tướng không thủ xả. Phạm trí đó đối với những điều chính mình tin hiểu cho đến niết bàn đều không thể chấp trước, vì sao? Vì bàn tánh của tất cả pháp đều không, không nên chấp thủ. Hết quyển thứ 484